Rồi chào anh em nha. Hôm nay lên tiếp cho anh em một con phun thuốc hai cầu bốn bánh hàng hệ luôn anh em ơi. Đấy, con này là số là 4 tiếng một ghe nè anh em. 4 tiếng một ghe, có nhanh chậm, có gài cầu luôn nha, có một cầu hai cầu, có nhanh chậm luôn. Đó. Và con này xài hộp số rời nha, hộp số trước. Đó, số trước truyền lắp qua hộp số sau và truyền lắp lên hộp số trước. Đó, bây giờ lên cầu trước. Con này là bánh cao, gầm cao nha anh em, bánh sau là chạy bánh 23. Đó, bánh 23, bánh trước là chạy bánh 512. Đó, bánh gầm rất là cao nha. Con này gầm rất là cao. Đó, mặt là mặt quỷ. Đó, mặt là xấu như con quỷ. Đây, SSW 541S. Đó. Màu cam, một màu cam rất là đẹp luôn. Vỏ lớp là đẹp nha anh em, vỏ lớp đẹp thôi, gai độ cao. Con này là chạy áp HB 710 nha anh em. HB 710. Đây, tỳ sứ nha. Đó, HB 710 là tỳ sứ, 910 tỳ sứ luôn, 912 tỳ sứ luôn. Đó. Nói chung là mấy cái nước nhôm này thì nó đỡ lâu anh em, là nó có ô ố nha. Khi mình xịt nước lên là nó chóc hơn anh em hơn, nó bị chóc sơn á, kiểu vậy. Đây. Đó, ok hết ha. Sườn nè, không có bị mục bọt đâu nha anh em, sườn còn đen thui luôn nha anh em. Mấy sau à, số sau. Số to đùng luôn anh em. Con này là bét mặt sứ ha. Đó, hai đầu. Đó, mấy cái này là hai đầu nè, hai đầu nè, hai đầu, hai đầu. Đó, bét mặt sứ, phun rất là mịn luôn. Máy con này là máy Yanma 3T72 lốc đen 18.5PS nha anh em. Đó. Tình trạng xe. Tổng quát. Sơn rin 100% ha, sơn rin 100%. Không bù, không tút, không sơn, không dặm nha anh em nha. Đó. Không bù, không tút, không sơn, không dặm. Cầu số ốc ra chì luôn. Đó. Sơn đen, bóng lộng luôn. Không sơn, không bù, không tút, không dặm nha anh em. Đây là chân con, hai chân con nè. Hay hai chân thắng lộn, xin lỗi. Đó, còn nước sơn đen luôn không? Ok chưa? Đây là vàng khó này anh em, khó này, khó mở. À, này là quan tổng, này là hồi, đó. Này là cần gạt quạt, quạt gió, còn này là áp, vậy thôi. Nói chung đơn giản lắm. Anh em nào mua thì khi mua thì không biết xài thì em sẽ hướng dẫn cho anh em một cái video ha. Còn em nào tới xem thực tế thì em sẽ chỉ cho anh em xài. Đó, đơn giản thôi. Con này thì bề ngang nó rộng tầm 1m1, 1m2 hơn, chiều dài tầm 3m, tổng thể nha anh em. Đó, vậy thôi. Cầu chì. Đó. Anh em mà xài phun thuốc á, hoặc là xài bất cứ xe gì mà khi mà xe mình mất hết tín hiệu á, không còn một tín hiệu gì á, thì anh em nên đi tìm một cái ổ cầu chì của nó nha. Đó. Nó hay bị đứt mé cầu chì nè. Ví dụ cầu chì nè, cầu chì điện sau nè, điện trước nè, đèn nè, kèn, xi nhan rồi vậy. Thì nó mất cái nào thì mình thay cái đó là ok nha anh em nha. Chứ có nhiều xe là mình đề này nọ nó không có một tín hiệu vậy đó, là cháy cầu chì đó là thứ nhất. Thứ hai là bị đầu tiên là mình nghĩ tới bình đi, bình là nhiều khi là bị lỏng mát nè, hoặc là hết bình nè. Thứ hai nữa là nhiều xe là mình dặm mát á, ở ngay đây nó có cái mát này thấy không, mình dặm mà nó không ăn á, nhiều khi nó không ăn á là đề cũng không được luôn. Nên là khi mà mình dặm cái chân này mình đề không ăn á, mà bình quẳng mạnh á, thì mình phải lấy cái tay đè xuống hơn, đè trực tiếp mạnh xuống đó, nhiều khi nó bị trường hợp đó nha anh em nha. Còn hiếm lắm đó, nên là em chỉ sâu sâu sơ sơ vậy cho anh em hiểu thôi. Rồi, xe này Kyrit 500 lít. Đó, anh em nào quan tâm liên hệ số điện thoại 0835 585879, địa chỉ thị trấn Thẩm Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Rồi, xe phun thuốc bên em còn 500 lít nè, hai cầu nè, 500 lít ba cầu nè, 600 lít hai cầu nè, 600 lít ba cầu nè. Đó, và có 1000 lít luôn nha anh em. 1000 lít thì em chưa dọn, thì khi nào anh em quan tâm thì liên hệ em, rồi em sẽ gửi hình chi tiết, rồi em có thời gian em dọn cho anh em sau. Đó, phun thuốc thì 1000 lít thì em có hai con, một con bốn cầu, không có quạt gió, chỉ kéo dây phun thôi. Bữa em có lên video rồi, còn một con ba cầu ha. Đó, thì anh em nào quan tâm liên hệ em nhé. Rồi, mến chào, hẹn lại anh em những video tiếp theo. Ngày mai em có dời một lô xích khoảng 6-70 cộng anh em, 6-70 cộng xích á, thì anh em nào cần thông số gì gửi cho em nha, em sẽ kiếm cho anh em. Đó, đó, kiếm bán cho anh em ha. Đó, xích nè, xích từ lớn tới nhỏ, thì tương lai em dời xích rất là nhiều, từ nhỏ tới lớn, từ lớn tới nhỏ, xích này là xích bãi hết nha, chăm chăm.
Đó, giá rẻ hơn giá mới khoảng một nửa. Đó, ví dụ xích mới 6 triệu thì xích bãi tầm 2 triệu mấy tới 3 triệu. Đó vậy đó. Thì anh em nào mua một cọng cũng bán, mà mua một cặp cũng bán luôn. Mai em về 60 cọng. 60 cọng xích nha anh em, đủ loại, từng loại bước luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã xem theo dõi video. Mến chúc anh em một ngày làm việc nhiều nhiều sức khỏe, niềm vui, bình an và hạnh phúc. Mến chào hẹn lại anh em những video tiếp theo.